Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong 6 tháng đầu năm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước sang năm 2021, quý vị có tự hỏi rằng chúng ta có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ hay không? Vậy đứng trước những thành công lớn như vậy, tuổi Tỵ có chịu những vận hạn gì? Xin mời quý vị và các cô chú hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của những cô chú tuổi Đinh Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2021 trong video ngay sau đây. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Đánh giá tổng quan tử vi của tuổi Đinh Tỵ. Theo tử vi của tuổi Đinh Tỵ 1977, năm lưu niên và thái tuế tam hợp tạo thành cô chú hợp kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho cô chú tuổi Đinh Tỵ, hứa hẹn sự thăng hoa rực rỡ. Cùng với đó, long trì mang vinh hoa tới. Trong công việc, cô chú có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Cô chú tuổi này sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc của cô chú cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó cô chú phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì bây giờ quan hệ xã giao của cô chú thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cô chú đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, sức khỏe thì nhìn chung khá tốt. Để có một năm thuận lợi, cô chú tuổi Đinh Tỵ nên mang theo bên mình một kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây, xin mời cô chú hãy cùng nghe chi tiết về tuổi Đinh Tỵ. Thứ nhất, về công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, tuổi Đinh Tỵ gặp năm Sửu, tam hợp thái tuế, cô chú sẽ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn sẽ thành, gặt hái được thành quả rực rỡ. Vì vậy, đây là thời điểm lý tưởng để cô chú mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cái thiếu của cô chú tuổi Đinh Tỵ 1977 nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Dưới sự tác động của cục diện, thương quan, sinh tài, một năm sự nghiệp phát triển thuận lợi, những kế hoạch xây dựng của cô chú từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Chỉ cần chú ý vào việc mà mình đang làm, không để mình cuốn vào chuyện thị phi, mâu thuẫn của người khác thì chắc chắn có thể đạt được những thành tích đáng khen ngợi. Thầy Phong Thủy khuyên cô chú rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Đinh Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tránh tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hành thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Vận trình tài lộc của cô chú tuổi Đinh Tỵ khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Cô chú có hợp kim cục, thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc cho tuổi Đinh Tỵ. Bên cạnh đó, gặp kim sinh tài, lại có thiên tài cát thần tương hỗ, làm ăn kinh doanh phát đạt, gặp nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng sung sình. Các nguồn thu nhập của cô chú tuổi Đinh Tỵ, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Bên cạnh đó, với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng của cô chú,
cùng với những mối đầu tư mạo hiểm sẽ nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Ngoài ra, đây là thời hạn cuối năm hạn tam tai của cô chú, cộng với ảnh hưởng của quan phù hung tinh, cô chú nên cẩn thận vì có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật. Nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính thì nên cẩn thận, kẻo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời không thấu. Thêm nữa, cô chú cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ rê, sụ sỗ dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi cô chú làm, cần xác định và phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Thầy Gia Cát khuyên rằng, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cô chú Đinh Tị sẽ cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, phong thủy bát bảo tâm kinh. Pháp khí này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho cô chú. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư, chuyện tình cảm và gia đạo. Sau tháng đầu năm tam hợp, sinh tình có lợi cho tình duyên và gia đạo của cô chú Đinh Tị. Người độc thân có vướng đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết duyên với đối tượng ưng ý. Chuyện tình yêu của những người còn độc thân sẽ nhanh chóng nảy sinh, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, cần kiểm soát tốt cảm xúc để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Để đạt được điều đó, cô chú cần chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Còn các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, tranh luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, cô chú luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và giữ gìn. Người bên ngoài là người chủ động tiếp cận, cô chú cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tam hợp quý nhân, Tị, Sậu, Sửu để tăng năng lượng của tam hợp khí, sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là chúc gia đạo yên ấm, sức khỏe. Dưới sự che chở của tam hợp quý, xét về tổng thể, sức khỏe của cô chú bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, cô chú khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ví dụ như bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cô chú cần chú ý đến lối sống của mình, tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao, ăn uống điều độ, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày. Dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa ăn, ăn nhạt hơn có thể đảm bảo sức khỏe, đảm bảo ổn định lâu dài. Ngoài ra khi làm việc, cô chú cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Cô chú cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quật xe cộ. Nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Thầy phong thủy khuyên cô chú Đinh Tị hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Sau đây sẽ là dự chi cát hung sau tháng đầu năm 2021. Tử vi tháng 1 âm lịch. Sau tháng đầu năm 2021, cô chú lại gặp khá nhiều vấn đề. Cô chú cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, tập trung vào nhiệm vụ, không nên phân tâm, để ý đến chuyện của người khác. Nếu chẳng may can thiệp vào chuyện của người khác, cô chú sẽ đẩy mình vào chốn thị phi, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến danh dự của cô chú. Ngoài ra, thời điểm này, ở gia đình, cô chú cũng cần phải chủ động trò chuyện, tháo gỡ khúc mắc với các thành viên, nếu không tình cảm sẽ dần trở nên phai nhạt, gia đạo bất ổn. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận trình tuổi Đinh Tị có những cải thiện nhất định. Cô chú duy trì được trạng thái làm việc tích cực, nhiệt tình, vì thế mà công việc thường đạt được kết quả rất cao. Cô chú cũng muốn thăng chức, tăng lương thì có thể sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian cố gắng. Ngoài ra, tình hình tài chính của cô chú trong tháng này tương đối ổn định. Cô chú có thể tìm các công việc liên quan đến giá trị gia tăng, thu nhập cho mình. Cần về phương diện tình cảm, các thành viên trong nhà đã hóa giải được những khúc mắc trước đó. Đồng thời, học cách lắng nghe nhiều hơn, cuộc sống ổn định cũng mang lại cho quý gia chủ những tác động tích cực đến sức khỏe. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tài vận tuổi Đinh Tị có những bước tăng trưởng vượt bậc, ấn tượng, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái.
cô chú sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tuy nhiên, với những người làm công ăn lương, thu nhập của cô chú vẫn ổn định chứ chưa có dấu hiệu gia tăng. Vì thế, cần chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, không nên mua sắm những sản phẩm vượt quá khả năng kinh tế của mình. Ngoài ra, chuyện tình cảm không có nhiều biến động trong tháng này. Người độc thân cần cởi mở hơn trong giao tiếp nếu mong muốn có người đến với mình. Thứ tư, tử vi tháng tư âm lịch. Tháng này là một tháng khá yên bình đối với tuổi Đinh Tỵ. Mọi mặt của cuộc sống bước vào giai đoạn phát triển khá ổn định. Điều quan trọng bây giờ là cô chú phải giữ tinh thần, quyết tâm và cố gắng của mình, không nên lơ là để xảy ra lỗi sai đáng tiếc. Bên cạnh đó, cô chú có thể nhân cơ hội này để học thêm về những kỹ năng mới, áp dụng vào công việc sau này sẽ rất hữu ích. Tình hình tài chính cũng không có quá nhiều biến động, cho nên cô chú cần phải cẩn thận trước khi đưa ra mỗi quyết định, chứ không nên vội vàng, nóng nảy, nghe theo lời rủ rê của người nước ngoài. Tử vi tháng 5 âm lịch, cô chú tuổi Đi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian tháng 5. Dưới sự hỗ trợ của tam hội, cô chú có thể làm quen được với nhiều đồng nghiệp hoặc đối tác tốt bụng. Đôi bên có thể cùng nhau cố gắng suốt đời, suốt kiếp, hướng tới mục tiêu chung. Điều đó khiến công việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, hung tinh giáo họa khiến sức khỏe phải chịu những tác động nhất định, cho nên cô chú cần chú ý khi tham gia giao thông, khi thực hiện vận động mạnh hoặc sử dụng vận hành máy móc để tránh những sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế chung vẫn ổn định, cô chú không phải chịu nhiều áp lực. Tử vi tháng 6 âm lịch. Sang tháng 6 âm lịch, sức khỏe tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu cải thiện. Cô chú nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, tránh những căn bệnh vặt xuất hiện, thời tiết thay đổi. Bên cạnh đó, công việc cũng có nhiều tiến triển tích cực khi cô chú luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Tuy hiện tại chưa đạt được kết quả nào ấn tượng, nhưng cô chú hãy dần dần gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Ngoài ra, tình hình tài chính trong tháng này cũng có dấu hiệu tăng nhẹ. Đối với những người làm ăn có chứng minh thư trước đó, cô chú đã lựa chọn đúng đắn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hiểu lầm, tìm hiểu vận hạn của cô chú Đinh Tỵ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn là lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn tuổi Đinh Tỵ. Trong nửa đầu năm 2021, các chú tuổi Quý Tỵ sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, lành, tốt lành nhất về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, các cô chú gặp đại hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu tác động chi tiết đến phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn huỳnh tuyền sẽ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn với các cô tuổi Đinh Tỵ sẽ gặp nhiều sao thủy diệu chiếu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui, sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Cùng với đó, quý cô tuổi Đinh Tỵ sẽ gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, xe cộ có nguy hiểm đối với tính mạng, thay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung các niên vận sau tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Quý Tỵ có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang tới quý nhân phù trợ. Nhưng tuần, triệt, quan phù, thiên khóc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các cát linh, cung tam hợp có các cát tinh, phượng cát, hoa cái, làm trì, giải thần, mang vườn nguyện đào hoa, nhân duyên cát lành, các hung tinh thái tuế, pha thái, bạch hổ, phi liêm, thiên quan, báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm giao kéo. Còn có xung chiếu gồm có thiên mã, điều khách, báo hiệu dịch chuyển, gia đình, có chuyện buồn. Nhìn chung, cô chú tuổi Đinh Tỵ 1977 sẽ trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu suôn sẻ và thuận lợi, đặc biệt là sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe hơi hao một chút. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm trong thông thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều vận khí tốt, làm cho cô chú cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ chúng tôi vừa phân tích
qua phần nào có thể giúp quý vị và các bạn. Đến đây, video của kênh Phong thủy Gia Cát cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.